Kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa xã hội là gì? Như các bạn đã biết, mô hình kinh tế của Việt Nam là kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa xã hội. Nhưng nó ý nghĩa là gì? Nó không có phức tạp như nhiều người nghĩ đâu. Về chính phủ, Đảng Cộng sản là tổ chức duy nhất được điều hành đất nước. Về luật pháp, Đảng nắm bên tòa án, tư pháp và hành pháp. Về truyền thông, tất cả báo chí và cơ quan truyền thông phải nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước. Về đất đai ở Việt Nam do toàn dân sở hữu và nhà nước là người thay mặt quản lý. Về tài chính ngân hàng, tất cả ngân hàng ở Việt Nam đều nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước. Về thị trường chứng khoán, nhà nước là cổ đông lớn nhất với các doanh nghiệp nhà nước đang được niêm yết trên sàn chứng khoán. Mô hình ở Việt Nam rất đặc biệt, nó vừa tư bản, nó vừa tập trung. Mình không có nói vậy là đúng hay sai, mình chỉ miêu tả thôi. Còn nếu các bạn nào muốn tìm hiểu thêm về chủ nghĩa tư bản thì có thể đọc cuốn sách này. Mình đang quảng bá không công cho nó.